Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồ Phúc. Clip hôm nay cũng một ít máy cũ muốn giới thiệu cho anh em nha. Quy định mua máy mình thì anh em cọc trước cho mình khi cọc Viettel 50k cho những máy từ 1,5 triệu đổ lại nha. Còn những máy trên 1,5 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Nhấn cho mình 15 chữ số mã thẻ cùng với họ tên địa chỉ và model cái máy cần mua nha anh em. Mình chỉ nhận cọc cọc Viettel nha. Anh em nào mà chịu khó thắng thì mình bao ship, còn cọc tiền thì anh em chịu phí ship nha. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay con Oppo Neo 7 nha anh em. Máy thì còn gấp lưng của khách luôn, vỏ đẹp keng anh em. Nói chung thì cái vỏ còn rất là đẹp nha, kính này, đại giác nguyên lực này, không có trầy xước gì mấy. Đây, bước cho anh em coi luôn, mình sẽ test cái camera cho anh em coi. Đó, ok nha anh em, camera trước sau là đều rõ hết đó nha. Sẽ test cho anh em coi wifi. Ok. Oppo Neo 7 A33 V kép RAM 1 của nhớ 16 nha anh em. Màn hình 5 inch. 5 inch. Pin của này là 2420 nha. Rồi, để anh em giá 790.000. Mấy con ngoại hình rất là đẹp nha. Sườn thì có xuất sắc nha. Rồi. Y như clip mình quay. Đó. Kính đẹp, lưng đẹp. Ok. 790k kèm sạc, giá cơ lực cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo cho anh em là một con Coolbus Sky 3 Pro nha anh em. Con này bản Pro. Đó, lưng sao xuất sắc này. Màn hình 5.5 inch nha anh em. Con này RAM 3GB nha. RAM 3 bộ nhớ 16. Pin 2.5 nha anh em. Đó, máy thì y như clip này, mình kỹ cho anh em xem nha. Khỏi phải thắc mắc khi gửi máy tới. Kính thì đẹp anh em, kính thì đẹp có một tí lông mèo. Kính thì có một tí lông mèo nha. RAM 3GB nè anh em. Con này đa số RAM 2 nha, nhưng mà con này bán RAM 3. Con này bán Pro nên RAM 3GB, nó rất là mạnh hơn con kia. Đó. Coolbus E502. Đó, chức năng ok nha anh em. Coolbus E502, con này để em giá 950 nha. 950k, dán cường lực kèm sạc cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Ok. Tiếp theo cho anh em là con Whaler. Con Whaler màn hình 5.5 inch này. Lưng đẹp này. Kính còn miếng dán guarantee này. Cũng còn rất là ok. Con này đặc biệt là camera rất là nét. Whaler nha anh em, màn hình 5.5 inch, RAM 1, bộ nhớ 8. Pin con này 2007 nha anh em, 2007. Đây, ngoại hình thì y như clip. Cũng còn rất là ok. Con này để anh em giá 750k. 750k kèm sạc đầy đủ cho anh em nha. Tiếp theo là em Samsung A520 bản hàng. Con này thì ngoại hình này, lưng đẹp này, kính đại giác cường lực nha. Nói chung là viền nhôm, nó có một hai chỗ mốt mốt gì nhỉ đây. Còn tổng thể đẹp nha. A520 bản hàng. Màn hình 5 inch 2, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 3000. Rất nét. Nói chung màn sáng đẹp anh em. Kính không có trời xước nha. Kính rất là đẹp. Rồi, con A520 bản hàng để đem giá 1,9 triệu nha. 1,9 triệu kèm sạc giá cơ lực cho anh em. Tiếp theo là một em Samsung Ribay 37. Con này vỏ sau này, nói chung là cũng cực đẹp đấy. Kính này anh em, không có xước luôn nha. Ribay 37 là màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32.
Bình 3.3. Nói chung con này là quá chuẩn luôn, đẹp. Anh em mua mấy con này xài là rất là ok này. Không có gì để chê hết. Mọi chức năng hoàn hảo nha. Galaxy Y3 bản hàng, nó gọi là con G737 đó nè. Ok, con này để em giá 1950. 1950 kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Máy ok luôn, tổng thể là quá đẹp. Không có gì phải chê. G737, ngoại hình còn rất là đẹp. Tiếp theo đây anh em là con G700. Con này là thay vỏ mới cho anh em này. Thay vỏ mới này, kính thì không hiểu sao nó đẹp mức độ đó luôn. Gần như một hai cầu lông chuột, cực đẹp. Con này là màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 1.5 GB, bộ nhớ 16. Pin 3000. Chạy rất là mượt nha anh em. Chạy rất mượt. Nếu mình sẽ test cái camera trước cho anh em. Camera này anh em, rất nét không? Test chức năng sơ sơ cho anh em coi. Wi-Fi rất mạnh nha. G700. Ok. Máy màn hình rất sắc nét anh em ha. Hiển thị là cực nét luôn. G700 con này để anh em giá là 1250 nha. 1250 kèm sạc giá cả lực cho anh em là đủ. Miếng guarantee thay vỏ còn nguyên nha. Rất là mới. Nói chung là mới khen luôn nè. G700. Tiếp theo anh em là con iPhone 6S. Đã lên vỏ SE anh em. iPhone 6S nha, lên vỏ SE. Con này là 64GB anh em, mà cực đẹp. Bản 64GB, không vân tay nha anh em, không có xài vân nha, bản Mỹ. Đây. Bản Mỹ LL 64GB. Chức năng này hoàn hảo rồi, không vấn đề hết ha. Vân tay mất. Đó, không có bao vân tay đâu. Mọi chức năng hoàn hảo luôn. 6S 64GB mất vân. Lên vỏ SE cho anh em luôn nha. Máy nói chung là vỏ đẹp, ngay đây có bị mất một chút xíu gì gì đây. Còn như là tổng thể ok hết nha. Còn để anh em giá 2.3 triệu nha. 2.3 triệu kèm sạc với dán lực cho anh em. Tiếp theo là con G7RO bản hàng. Con này là G7RO bản hàng nha anh em. Máy ring. Đây này, sườn có nhâm nhâm gì gì này. Anh em coi kỹ nha. Trước khi đặt máy. Nhâm, có gì gì. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600. Đó, G7RO. Bán hàng nha anh em. Đó, máy rất là ok luôn. Bán hàng nó có chữ KT. Tất cả máy bán hàng đều có chữ KT hết. Đó, mọi chức năng ok. RAM 3 bộ nhớ 32. Con này để anh em giá 1850 thôi. 1850, cực rẻ nha anh em. Bằng cái giá màn hình luôn. Dán cực lực kèm sạc cho anh em. Tiếp theo là em G710 bán hàng luôn. G710 bán hàng. Còn đây anh em coi đi, vỏ cực đẹp nha. Sườn này. Đó, sườn rất là đẹp nha anh em. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 2 bộ nhớ 16. Pin 3000. Đó, kính rất là đẹp. Một hai cọng lông chuột. Không có gì phải lên tay con máy này, quá ok luôn. G710. Để em giá 1550, 1.550.000. Máy nói chung là ngoại hình xuất sắc luôn anh em. A750 bán hàng. Con này hàng hay là dược đây? Đúng rồi, A750. Vỏ rất đẹp anh em. Đẹp tầm 98. Con này RAM 464 nha anh em, màn hình 6 inch. Pin thì 3300. Kính đẹp keng, vỏ đẹp keng. Đó, máy rất mướt nha. Cho coi anh em thông tin điện thoại đó. A750 KT là bán hàng rồi. Đó, wifi. Ok, RAM 464 A750. Tính em giá 2750 thôi. 2750 kèm sạc dán cực lực cho anh em. Tiếp theo là em Vivo i30. Vivo i30 có ốp lưng. Và nói chung là
cái bên trong này cực đẹp này anh em ha. Quá ok luôn. Kính miếng guarantee vẫn còn nha. Guarantee vẫn còn cho em Vivo Y30 này. Máy quá chuẩn luôn. Cấu hình cực mạnh nha anh em. Con này mình nghĩ là còn bảo hành công ty. Tại vì cầm thanh lý anh em luôn á. Máy cầm, cách cầm. Màn hình 6.47 anh em. RAM 4, bộ nhớ 128 nha. Pin 5000. Đó, camera một dãy sọc luôn. Test thử camera coi nó đẹp cỡ nào. Cực nét luôn anh em. Quá nét nha. Đó, anh em thấy không? Quá đẹp. Ok, con Vivo Y30 để anh em giá 3.1 triệu nha. Nhanh chân nha anh em. 3.1 triệu. Anh em nào cần thì hú liền. Chỉ có một cái duy nhất đó, RAM 4 bộ nhớ 128. Mấy ngoại hình còn quá đẹp. RAM 4GB nha anh em, bộ nhớ 128GB. Rồi, con máy Y30 cũng kết thúc clip sáng nay. Thằng ấy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em clip ngày mai.